trong uh, lúc mà thầy livestream như vậy thầy có một cái thông điệp để trả lời chung cho các phật tử uh, cách đây mấy ngày hỏi thầy về cái tu chánh án số 2 tức là cái first amendment á cái cái lực mà về tự do ngôn luận á à, tự do tôn giáo tự do tín ngưỡng đó là ai cũng hiểu nhưng mà cái luật về người dân Hoa Kỳ có quyền mang súng, có quyền sở hữu súng đó là cái em nên tức là tôi chính án số 2 ở trong cái bản hiến pháp Hoa Kỳ thì có nhiều người hỏi sư phụ nên có những cái tiếng nói để mà làm sao để mà vận động quốc hội để hủy bỏ cái vấn đề mà cái quyền mang súng để giết hại các em bé thì chỗ này sư phụ sẽ nói cho quý vị để ý Để mà biết nhất là không dám nói cho người hoài Chỉ nói cho đệ tử của sư phụ thôi Thứ nhất là cái người những cái người mà thành lập ra hiệp trung quốc hoa kỳ người ta rất là thông minh người ta trải dài qua một thời gian để mà tranh đấu khỏi cái thuộc địa của anh quốc rồi cuộc nội chiến hoa kỳ để rồi họ thành lập được một quốc gia giàu mạnh và họ muốn rằng sau này chính quyền hoa kỳ phải được trong sạch chính quyền hoa kỳ hiến pháp hoa kỳ trong sạch thì mới dân chúng họ mới niềm tin và họ mới phát triển và trở thành siêu cường quốc nội cái vấn đề ông trump bị trước phế và gian lận bầu cử chúng ta thấy nó làm cho nước mỹ suy si yếu trên tường quốc tế và làm cho cái lòng dân đã mất rất nhiều. Và cái hậu quả bây giờ là chúng ta đang chịu. Thì thầy muốn nói sơ một vấn đề này thôi. Thứ nhất, để thầy quay mặt lại cho quý vị thầy nói chuyện. Quý vị, ở Hoa Kỳ này cái hiệp hội súng ống có tới mấy cả trăm triệu tay súng. Thành ra không có một cái nhà làm luật nào mà có thể hủy bỏ được cái lực mang súng của người mỹ tại sao vậy thứ nhất khi mà người dân có vũ trang thì chính quyền họ sẽ không có dám đàn áp kiểu như là thiên an môn À nếu mà dân tàu cộng mà nó có vũ trang như hoa kỳ đó thì không có dù thiên an môn và nó được tự do rồi và cụ lê đình kình cũng không có bị giết quan ở tại việt nam nha cho nên á Mỗi một mùa dân chủ Mỗi một cái mùa mà bầu cử dân chủ Thường thường có có những cái vụ mà sát hại vào trường học Quý gì thấy Là khi mà hiện giờ đó Hành pháp Là cũng đảng dân chủ Lập pháp cũng đảng dân chủ Và tư pháp cũng đảng dân chủ Thì nó đi tới cái độc tài Mà họ rất là sợ Sợ Dân chúng Hoa Kỳ Khi mà bất mãn sẽ làm mạnh và không thể đàn áp được quý vị biết vừa rồi tổng thống donald trump có một cuộc họp với bảy tướng lãnh của hoa kỳ một vị cũ tổng thống mà ông kêu một cái là có bảy tướng lãnh đang nắm quyền quân đội hoa kỳ họp để mà làm cái gì trong cái sự mà xuống chức của tổng thống hoa kỳ donald trump ông bị dân lận nó có một cái thỏa thuận ngầm theo thông thiến pháp hoa kỳ một vị tổng thống mà sau khi đắc cử tuyên thệ xong là vào trong tòa bạch ốc mà 3 tháng sau vô Biden mới được vào theo cái hiến pháp Hoa Kỳ E. quanh là một vị tổng thống được bầu và sau khi lễ nhậm chức sẽ coi như được sử dụng cái Effort One mà 3 tháng sau vô Biden mới sử dụng và quý vị thấy rõ là ai đang control nước Mỹ rõ ràng Joe Biden không có control cái chuyện mà ổng cứ đi kêu gọi mà dầu quả làm sao để xuống ổng là cái nước mà cái người đi chống cả đập sâu đi rất là nhiều trong thời gian ổng vận động mà ổng mới đi, đi năn nỉ cái khối OPEC rồi bây giờ chỉ cần mở cái ống dầu Keton là nước Mỹ dư sức sức cản dầu chứ đừng có nói gì mà để trả cái giá dầu lên gần tới 10 đô la một một ở Cali có dùng gần 10 đô la cho nên cái vấn đề này là quý vị ai có lợi chỉ có Iran là nước có lợi mà ai là ai răng tức là Obama thì cái chuyện này quý vị biết rồi tôi không cần nói nhưng mà vì có mấy trăm triệu tay súng của Hoa Kỳ hợp pháp trong cái tù chính án số 2 cho nên chính quyền Hoa Kỳ không thể đàn áp dân chúng Hoa Kỳ như những cái nước cộng sản và kỳ này tháng 11 phải không mà đảng Dân Chủ họ tính cái đường là sẽ dằn lận nữa mà dần lần nữa thì ngay cả những cái công dân đảng Dân Chủ cũng không đồng ý nữa. Thầy có rất nhiều bạn bè là dân biểu nghị sĩ, họ nói tới giờ này họ không dám bắt phone luôn. Những người dân Hoa Kỳ họ đã hàng ngày họ gọi vô mỗi văn phòng thượng nghị sĩ của tiểu bang và liên bang, những người làm luật. Họ chống đối vấn đề về giá, giá vật giá gia tăng, tức là làm phát. Họ chống đối cái vấn đề là coi như nhiên liệu cao, rồi cuộc sống rất là khó khăn cho nên các cái nhà mà làm luật cái dân phòng họ không dám bắt phone mỗi một ngày có hàng trăm ngàn cú điện thoại gọi vào đến nơi họ không dám bắt phone luôn thì cho thấy rằng nếu mà đảng dân chủ làm bậy đó là sẽ có một sự là coi như biết rút bồ cho chính quyền hoa kỳ mà chính quyền hoa kỳ không thể đàn áp giống như các nước cộng sản gì người dân hoa kỳ có quyền theo cái tuyên án số 2 tu chính án số 2 là người dân có quyền sử dụng súng nha để mà bảo vệ khi mà mình bị chính quyền coi như coi như đàn áp chính quyền độc tài chính quyền đảng trị cho nên sau cái vụ mà tổng thống hoa kỳ bị gian lận và trước phế thành ra tôi rất là buồn vì cái đường lối của tổng thống donald trump là chống tàu cộng nó có lợi cho dân tộc Việt Nam. Nhưng bây giờ Joe Biden không có đường lối giống như ông Trump, cho nên thầy không có hoạt động giống như thời kỳ ông Trump, không có nghĩa là thầy quên dân tộc Việt Nam. Mà thầy chỉ chờ tới tháng 11 này, khi mà đảng Dân Chủ nó mất ghế ở Hạ Viện, và chắc chắn rằng kể cả những người dân chủ yêu nước họ cũng không có đồng ý cái đường lối của Joe Biden uy tín của một quốc gia Hoa Kỳ mà ổn định thì thế giới ổn định. Mà Hoa Kỳ yếu thì các nước như Tàu Cộng là Nga, là Iran, là Bắc Hàn sẽ loạn lên. Cho nên người dân Hoa Kỳ họ có ý thức rất cao. Quý vị không ngồi ở những văn phòng của thượng nghị sĩ dân biểu. Cho nên nhiều người có hỏi thầy kỳ này họ dám gian lận nữa không? Tôi trả lời không. Vì gian lận là nó sẽ có chuyện lớn. Nha. Chuyện lớn đối với những người dân chủ Chứ đừng nói với người Cộng hòa Cho nên quý vị đừng có nói là Tại sao thầy không có, có tiếng nói Để lên án cái vụ mà hủy bỏ cái tu chính án số 2 Để khỏi các trẻ em bị giết Thầy rất đau lòng Khi những em bé 7 tuổi 5 tuổi Bị bắn giết Nhưng mà thầy biết rằng nhờ Có cái quyền trang bị vũ khí Trong cái tu chính án số 2 Mà không có một chính quyền nào Của Hoa Kỳ có thể đàn áp dân chúng Hoa Kỳ, giống như các nước Cộng sản. Trân trọng kính chào và chị thầy với mượn một chút để nói để trả lời thôi nha. Thầy đau lòng khi những đứa trẻ vô tội, nhưng mà đó là những cái chính trị của đảng Dân Chủ. Và giờ này chúng ta đang thấy những cái việc làm của Joe Biden, của đảng Dân Chủ và những người bỏ phiếu cho đảng đảng Dân Chủ đã thấy rõ cái hậu quả. Nha. Nước Mỹ suy si yếu, quy tín và mất mát, niềm tin không còn. Nhưng mà nếu mà nó quỷ bỏ luôn cái tu chính án số 2 thì nó sẽ đàn áp chúng ta giống như là coi như chắc nước Cộng sản đàn áp. À. nhưng mà vì nó muốn quỷ bỏ cái lực súng ống này để chi vậy? Để tháng 11 nó tiếp tục nó dâng lận nữa. Vì hành pháp, lập pháp, tư pháp nó đã nắm trong tay. Nhưng mà nó chưa dám làm gì dân chúng Hoa Kỳ có mấy trăm triệu cây súng để bảo vệ họ. Nó khác với các nước mà cộng sản những người thành lập nước hoa kỳ họ đã nhìn xa những người mà thành lập ra cái bản hiến pháp này họ đã nhìn rõ cái điều đó và họ sẽ bảo vệ cho cái tổ quốc hoa kỳ khi có một cái chính quyền độc tài khi mà hành pháp lập pháp tư pháp đều nằm trong tay một đảng thì nó sẽ đi đến độc tài mà họ không có dám làm gì dân chúng hoa kỳ vì có tu chính án số hai phải không quý vị Bây giờ thầy tiếp tục đi tiếp những cái để coi những cái chỗ còn lại thầy chỉ mượn một cái thông điệp ngắn vậy thôi nha.